Xin chào các bạn, hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn về cách nấu xôi đậu đen bằng nồi cơm điện các bạn nhé. Rất đơn giản mà xôi dẻo và rất thơm mà ngon. Đây là sản phẩm xôi đậu đen của mình sau khi mình đã nấu xong. Các bạn nhìn thấy đỗ thì mềm, xôi thì dẻo, rất là bóng luôn. Ăn rất là tuyệt luôn mà rất là đơn giản. Với cách nấu rất là đơn giản này, các bạn có thể nấu được những món xôi để đãi cả nhà các bạn nhé. Thì sau đây thì mình xin trình bày cách làm cho các bạn xem nhé. Nguyên liệu các bạn cần phải chuẩn bị đó là gạo nếp. Ở đây là mình sử dụng 300g gạo nếp và 100g đậu đen và một chút muối tinh và một chút đây của mình là dùng mỡ lợn ấy ạ. Các bạn có thể dùng mỡ gà càng tốt nhé. Thì trước hết là mình đi rửa qua cái đậu đen này đi. Các bạn nên nhớ là đậu và gạo thì đương nhiên là đậu nó sẽ cứng hơn gạo đúng không ạ? Thì các bạn rửa cái đậu này đi, sau đó là các bạn chắt bỏ cái nước bụi bẩn này đi. Đấy, các bạn chắt ra một cái rổ như thế này để bỏ cái nước này đi. Sau đó là các bạn mang cái đậu này đi để mình rửa lại một lần nữa này. Sau đó là mình mang cái đậu này đi để mình cho đi luộc để cho nó mềm ra đã. Các bạn nên nhớ là cái đậu này này các bạn sử dụng trong vòng một vụ thôi nhé. Chứ nếu mà các bạn không biết mua về cái đỗ mà hai vụ ấy là nó sẽ bị sượng và nó không mềm đâu các bạn ạ. Cho nên là các bạn dùng được đỗ mới là tốt nhất, hoặc là có thể đỗ dùng trong trong năm trong vụ thôi. Thì ở đây thì mình đi luộc đậu thì lúc luộc này mình cũng cho thêm một chút xíu muối và cũng được một tí tí thôi. Thì các bạn luộc khoảng 10 phút nhé. Khi mà nó sôi nửa rồi thì các bạn cứ cho nhỏ nửa đi. Sau đó các bạn cứ để cho nó sôi khoảng 10 đến 15 phút cũng được. Và cho các bạn nên nhớ là cho nhỏ nửa nhé. Sau đó các bạn vớt ra và có thể cái nước đậu này các bạn có thể dùng để uống cũng được đấy. Rất là tốt ạ. Rất là mát luôn. Các bạn có thể cho xíu xíu đường vào để các bạn uống. Rất ngon. Đấy, sau khi đó các bạn thấy đỗ mềm rồi thì các bạn vớt ra và cái nước này các bạn có thể uống được. Đấy, cái đậu này này để mình mang đi nấu xôi. Còn cái nước này các bạn có thể dùng làm nước uống, rất là tốt và thanh nhiệt mát cực luôn. Và bây giờ mình đi vo gạo nhé. Thì tất nhiên là vo gạo nếp bằng nấu bằng nồi cơm điện thì nó cũng giống như là mình nấu cơm thôi đúng không ạ? Đấy, đây là mình dùng gạo đây rồi, bây giờ mình mang đi mình vo. Thì vo ở đây là mình cho nước và mình vo giống như là mình vo cơm tẻ đúng không ạ? Đấy, các bạn chắt bỏ cái nước đầu đi. Nói chung là gạo nếp hay gạo tẻ thì các bạn cũng không nên là vo kỹ quá nhé. Với mình là mình suy nghĩ là vo nhiều thì mất vitamin B1. Cho nên là mình chỉ cần vo một lần thôi. Bởi vì thực ra thì bây giờ thì nếu mà là gạo quê thì cũng rất là dễ là mình vo cái một lần là được. Còn đậu gạo kia thì người ta có thể người ta ủ cái chỗ chống mốc chống ôi gì đấy, nhưng mà mình cũng chỉ vo một nước đến hai nước là cùng thôi. Và lúc này sau khi mình vo xong rồi thì các bạn cho tí muối vào này, và cái đậu đen các bạn vừa luộc của các bạn vớt ra đấy, mình cho vào mình đảo đều nó lên, đảo đều lên. Sau đó là các bạn cho nước vào. Các bạn cho nước vào thì nên nhớ là cái đậu đen này thì nó còn phải ngấm nước nữa, cho nên là các bạn chỉ cho nó xâm xấp mặt nước thôi nhá. Ví dụ nổi lên trên khoảng 2 mini nhỏ xíu thôi, gọi là bằng mặt một tí thôi ạ. Đấy, bởi vì cái gạo nếp này nó không tốn nước đâu, cho nên là các bạn cho nước như vậy thôi. Chứ nếu mà các bạn mà cho nhiều như gạo tẻ là nó sẽ bị nát đấy ạ. Đấy, thì bây giờ mình nấu như nấu cơm bình thường đúng không ạ? Mình cho vào, sau đó là mình cắm cho nó sôi giống như nồi cơm. Đấy, cho nó sôi như nồi cơm. Sau đó là các bạn đây, sau khi sôi xong nhảy lên như thế này rồi được 10 phút nhá, thì mình mở ra để mình đảo lên. Bởi vì lúc sôi các bạn cũng không cần phải đảo đâu ạ. Tất nhiên là các bạn đảo thì cũng được. Đấy, các bạn đảo cho nó đều giữa gạo và đậu và mặt trên với mặt dưới này. Sau đó là lúc này luôn ấy thì các bạn cho luôn cái mỡ mà các bạn chuẩn bị đấy, cái mỡ gà hoặc mỡ lợn thì rất là tốt, còn không thì các bạn cho dầu ăn cũng được. Thì khi mình ăn như vậy cái xôi nó rất dẻo và ngậy, là mình để nó không bị cứng các bạn.
Chỉ cần khi mình quay nóng cái là rất là mềm trở lại luôn. Đấy, các bạn trộn đều lên. Thì khi mình cho thêm một chút muối và khi nấu sôi, cái sôi ăn nó rất là đậm. Tất nhiên là các bạn có thể ăn kèm cái món sôi đậu đen này, các bạn vẫn có thể ăn kèm được với ruốc hoặc là với nạc vừng vẫn được đúng không ạ? Đấy là tùy các bạn thích ăn với món gì thì các bạn cho vào thôi. Còn mình chỉ phổ biến với các bạn, chia sẻ với các bạn về cách nấu bằng nồi cơm điện cũng rất là đơn giản, chứ không gì phải cầu kỳ là phải đồ đúng không ạ? Đấy là các bạn ấn lại một lần nữa này. Đấy, mình ấn xuống một lần nữa để khi nó nảy lên cái là xong. Đấy, sau khi mình nó đã nảy lên rồi đây thì bây giờ mình lấy và cho ra đĩa thôi các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy hạt sôi rất là bóng đúng không ạ? Cái đậu đen nó rất là mềm luôn. Đấy thì bây giờ mình cho ra đĩa thôi. Đấy, thế là sản phẩm sôi đậu đen của mình nấu bằng nồi cơm điện đến đây đã xong rồi đấy. Các bạn thấy ngon và rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và cách làm rất là đơn giản. Nguyên liệu rất là dễ sẵn có đúng không ạ? Cho nên là các bạn hãy làm và có thể mình ăn sáng cho cả gia đình cũng rất là tuyệt vời. Thế là video của mình đến đây đã xong rồi. Xin chúc các bạn